tôi sẽ cùng cậu đi trong một chuyến tàu, nhưng có lẽ chúng ta sẽ không cùng chung điểm đến. Có nghĩa là tôi sẽ dừng lại ở một sân ga nào đó, miễn đây là một nơi hoàn toàn xa lạ, để gói kín cuộc đời trong tâm sự thương đau. Chỉ có một mình, không ai biết, ai quên, không ai làm tôi khổ, và tôi cũng không gieo khổ cho ai. Để quãng đời còn lại được bình yên cho cậu, cho tôi và cho cả mối tình đầu, xin đừng làm sân ga đời con ta quay trở lại, vì tàu đến rồi đi, để sân ga cô độc đến đi muôn đời. Có mấy ai hiểu thấu tâm sự của sân ga, được đón đoàn tàu rồi lại tiến đi xa, đó là niềm vui, là lẽ sống trong đời. Đừng hỏi vì sao cô về cây trổ lá, nếu lá vàng không rơi rụng thì nhân gian đâu về, có ai đợi chờ đâu mà giữ vẹn câu thề, rồi chôn vùi bao khát vọng khi cuộc đời còn phơi phới mùa xuân. Hương ơi đã là mặt nước hồ thu, mọi độ trăng về ngã nghiêng sôi bóng. Nếu không đợi trăng xưa để ru từng cơn sóng, thì biết đợi gì đây khi dạng kỷ nhân gian chỉ là một ánh trăng. Tôi đâu mong giữ lại dần trăng cho nhân thấy dần sầu, cũng không dám nhận mình có trái tim cao thượng để vui chung niềm hạnh phúc với người thương. Tôi đã chọn cho mình một khoảng trống cô liêu, đem khát vọng tuổi xuân gói trong từng cơn thổn thức, nhưng người tôi yêu chưa tìm ra hạnh phúc, tôi biết lấy gì ru cho trọn giấc kỳ mê đời. Nếu điều ấy làm cho cậu cảm thấy bình yên thì tôi sẽ không bao giờ tôi dám khuyên cậu nữa, chỉ mong rằng tới một lúc nào đó được nhìn thấy cậu hạnh phúc là tôi đã mãn nguyện rồi. Còn em, dù hoàn cảnh có ra sao đó thì tôi vốn là người mẹ, mà có người mẹ nào lại nỡ bỏ rơi con. Tôi ra đi là để cho anh Hải có thời gian nhìn lại con mình mà ăn năn sám hối, chớ cuộc đời tôi đã quá nhiều tâm tối, cứ đeo đẳng bên mình những định mệnh nghiệp trai. Cho dù hôm nay hay nhiều năm sau nữa, tôi vẫn bền gan trước phong vũ tơi bời. Thay vì là một người bạn đồng hành,
tôi xin được làm người đưa tiễn cầu. Trần gian đã lỡ nhịp cầu, đừng thân, đừng sầu, đừng